Côn Luân Ba Chủ tập 85. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều lắc đầu. Có vẻ Sở Hưu và Lã Phụng Tiên ngoài cách nhận thua ra, không còn con đường nào khác. Sở Hưu có chiến tích chém giết tổng sư võ đạo, hơn nữa Lã Phụng Tiên có thần binh trong tay. Nhưng bên phía đối phương đã có tới 3 tông sư võ đạo, có thể nào cũng không địch nổi. Có điều đúng lúc này Tạ Tiểu Lâu lại đột nhiên đứng ra nói: "Bà vị, Đạo Huỳnh là người được sư phụ ta coi trọng, các người không để mặt Quan Trung Hình Đường, không để mặt Kiếm Vương Thành, chẳng lẽ các người định không để mặt cả sư phụ ta hay sao?" Đám người Đồng Tể Khôn nhíu mày. Tuy thực lực của Thiên Hạ Minh không bằng Kiếm Vương Thành, nhưng uy danh Thần Thanh Tế cũng trên một mẫu 3 phần đất Tây Sở, lại mạnh hơn Kiếm Vương Thành nhiều. Mặc dù vừa rồi hắn có thể khiến Phường Thất Thiếu không nhúng tay vào việc này, nhưng đối mặt với đệ tử Trần Thanh Tế, hắn thật sự không dám nói câu ấy. Có điều trước mặt là công pháp cửu chuyển, một đệ tử Trần Thanh Tế đừng hòng dọa đuôi Đồng Tể Khôn. Nhìn Tạ Tiểu Lâu, Đồng Tể Khôn cuối cùng nói: "Tạ công tử, mặc dù ngươi là đệ tử Trần Minh Chủ, nhưng làm việc phải biết nói lý chứ. Ta sẽ nể mặt Trần Minh Chủ, nào dám không. Nhưng lần này, vấn đề là chuyện này không phải là nể mặt ai. Hôm nay, người nói Lã Phụng Tiên là người Trần Minh Chủ coi trọng, đồng ra ta nể mặt. Ngày mai ngươi lại nói Trương Phượng Tiên là người Trần Minh Chủ coi trọng, ta lại phải nể mặt sao? Uy danh Trần Minh Chủ mặc dù lớn nhưng đâu có lớn đến mức đó. Chẳng là hắn coi trọng ai thì không cho phép người khác động vào chắc. Trong thiên hạ nó có chuyện bá đạo không hợp quy củ như vậy." Lần này của Đồng Tể Khôn khiến mọi người xung quanh đồng thời khinh bỉ. Trước kia bọn họ thật sự không nhận ra vị Đồng gia chủ Đồng Tể Khôn này lại là không cần thể diện đến như vậy. Phải biết việc Đồng Tể Khôn đang làm hiện tại vốn dĩ đã quá mức bá đạo, chính hắn phá hoại quy củ, kết quả giờ còn nói người khác phá hoại quy củ hơn mình. Tạ Tiểu Lâu lập tức bị lời nói của Đồng Tể Khôn làm cho tức tới mức sắc mặt đỏ bừng, hắn không khỏi nói chuyện. Lúc này không biết nên phản bác Đồng Tể Khôn ra sao. Có điều ngay lúc này một tiếng động đình tài nhức óc như sấm rền vang lên. "Đồng Tể Khôn, người nói người không định nể mặt ta ư? Còn dám nói rằng ngày trước mặt đệ tử của ta? Ai cho người lá gan như vậy?" Theo giọng nói kia vang lên, phía xa chuyển tới từng cơn chấn động. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa cây cối lào nhào đứt gãy. Một bóng đèn nhanh chóng lao tới, nhanh như tia chớp, cơ hồ chỉ chớp mắt đã tới trước người Tạ Tiểu Lâu. Bóng đèn hiện rõ là một con hổ đen ngồi xổm, cũng cao gần bằng một người, thần tuấn ưu nhã vô cùng. Con hắc hổ kia ngồi xổm trước người Tạ Tiểu Lâu, nhẹ nhàng vươn móng vuốt vỗ vỗ sau lưng hắn, như đang an ủi gì đó. Sau khi thấy con hắc hổ, trong mắt Tạ Tiểu Lâu lập tức lóe lên vẻ vui mừng. Còn mọi người thấy con hắc hổ này lại lập tức biến sắc. Tại Tây Sở, trong rừng rậm hoang dã, thật ra có không ít hổ đen như vậy, nhưng vừa có tốc độ kinh khủng khiếp, vừa thân cận với Tạ Tiểu Lâu vậy chỉ có một, đó chính là linh thủ hắc hổ mà Minh Chủ Thiên Hạ mình Trần Thanh Đế nuôi dưỡng. Quả nhiên mọi người nhìn về phía con hắc hổ kia, một bóng người chậm rãi bước tới, vừa sải bước ra đã vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng. Đó là một người trung niên mặc áo đen, trường bào bó sát trên thân thể khôi ngô của hắn, cánh tay lộ ra, đeo một cặp giáp tay có lòng văn vàng kim óng ánh. Dưới ánh mặt trời, hoa văn hình rồng trên găng tay có lấp loáng không ngừng, vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật. Bên hông của hắn đeo một đai lưng cũng có hoa văn hình rồng, xem ra cùng một nguồn gốc với giáp tay kia. Áo choàng đỏ tươi phiêu đáng sau lưng, không có vẻ tà khí, chỉ có bá khí vô biên. Khí thế đó thậm chí ép tới mức mọi người ở đây không ai thở nổi. Trần Thanh Tế của Thiên Hạ Minh, Trần Thanh Tế dùng một cặp thiết quyền đặt xuống giàn sơn ngàn dặm. Ngay khi mọi người ở đây chứng kiến Trần Thanh Tế, không ai chú ý tới dung mạo của hắn ra sao, chỉ chú ý tới khí thế, có thể nói là cực hạn của hắn. Tạ Tiểu Lâu thấy Trần Thanh Tế đến cũng sửng sốt, hắn lắp bắp: "Sư phụ, sao người lại tới đây?" Lần khai sơn tế này, vì chính là Trần Thanh Tế lười tới đây nên mới phái Tạ Tiểu Lâu qua đây. Nào ngờ giờ Trần Thanh Tế lại đích thân xuất hiện à? Trần Thanh Tế thản nhiên nói: "Có phải ngươi vận dụng thành bách tịch đao ta cho ngươi không? Ta để lại một ấn ký trên đó, chỉ cần ngươi dùng tới nó, đương nhiên ta sẽ biết. Ta bồi dưỡng tiểu tử ngươi một thời gian dài như vậy, nếu tự dưng bị thứ gì đó bên ngoài giết chết, chẳng phải đáng tiếc lắm sao?" Nghe Trần Thanh Tế nói vậy, Tạ Tiểu Lâu lập tức hiểu ra. Trong ngôi mộ khổng lồ kia, hắn đã vận dụng món đồ giữ mạng mà Trần Thanh Đế đưa cho hắn, không ngờ trên đó còn có ấn ký của Trần Thanh Đế. Mặc dù vị sư phụ này của hắn nói chuyện rất khó nghe, nhưng đối với hắn lại cực kỳ quan tâm, thậm chí là bao che nữa, Tạ Tiểu Lâu cũng đã quen, rất tự nhiên chuyển những lời đó thành ý ân cần. Đồng Tể Khôn cùng lão tổ Đồng già liếc mắt nhìn nhau, bọn họ thật sự không ngờ lần này lại dẫn cả Trần Thanh Đế tới đây. Mặc dù trước đó bọn họ luồn miệng nói là dù là Trần Thanh Đế cũng phải tuân thủ quy củ, nhưng tới khi Trần Thanh Đế đứng trước mặt bọn họ lại không ai dám nói một câu gì. Ngay lúc Đồng Tể Khôn định nói gì đó, Trần Thanh Đế lại đột nhiên quay sang nhìn hắn. Tay trái của hắn đặt lên đầu con hổ đen, vuốt nhẹ nhẹ. Con hổ đen thần tuấn kia lúc này lại nhào mắt, gật gù thường thụ bàn tay vuốt ve của Trần Thanh Đế như một con mèo con. Bị ánh mắt của Trần Thanh Đế nhìn tới, Đồng Tể Khôn lập tức cảm thấy một luồng khí thế cường đại như Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía hắn. Cảm giác này cực kỳ khó chịu. Đồng Tể Khôn nuốt nước miếng một cái rồi nói, Trần... Lời này còn chưa nói ra, Trần Thanh Đế trực tiếp vùng tay lên, lạnh lùng nói, vừa rồi là người nói không định để mặt ta sao? Là người nói ta không tuân thủ quy củ à? Là người nói ta làm việc bá đạo chắc? Đồng Tể Khôn vội vàng đáp, Trần Minh Chủ, người nghe ta... Lời còn chưa dứt, Trần Thanh Đế đã trực tiếp bước lên một bước. Mặt đất dưới trần rạn nứt từng tấc, phương viên trăm trượng như gặp động đất. Một quyền đấm ra, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thế giới như trở nên bất động, tự như một bức tranh. Nhưng chỉ một khắc sau, tất cả đều vỡ vụn dưới một quyền đó. Thần cản giết thần, quyền toái sơn hà. Đồng Tể Khôn biến sắc, trường kiếm trong tay vỗ lên vô số kiếm mang tình đấu. Không đợi hắn thì triển xong thế đào, tất cả đã bị thế quyền của Trần Thanh Đế làm cho nát bấy. Cơ khí bùng nổ lên, bình khí nát bấy. Đồng Tể Khôn bị một quyền này của Trần Thanh Đế đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng, đụng ngã hơn 10 gốc cây lớn mới dừng lại được, phun ra từng ngụm máu tươi lớn. Lúc này đã bị trọng thương rồi. Thu hồi một quyền này, Trần Thanh Đế lạnh lùng nói, có một câu người nói đúng, bố bá đạo thế đấy. Cái thứ rác rưởi như người cũng dám nói không để mặt ta ư? Trần Thanh Đế ta cần gì người nể tình, người cũng xứng nể mặt ta sao? Một quyền này khiến tất cả mọi người chấn động. Không ai ngờ cùng là cảnh giới võ đạo chân đan, cùng là tông sư võ đạo, nhưng dưới tay Trần Thanh Đế, Đồng Tể Khôn thậm chí không chịu nổi một đòn. Lúc này lão tổ Đồng gia mới như phản ứng kịp, nhưng Đồng Tể Khôn trọng thương phun máu. Lão tổ Đồng gia vẫn độ quát lớn, Trần Thanh Đế, nơi này là Đồng gia của ta, ngươi... Ánh mắt của Trần Thanh Đế lướt sang phía lão tổ Đồng gia. Trần Thanh Đế thân hình khẽ động, người hơi yếu một chút, thậm chí không thể thấy bóng dáng của hắn. Nhưng chỉ một khắc sau, Trần Thanh Đế đã xuất hiện trước người lão tổ Đồng gia. Lão tổ Đồng gia kinh hãi, hai tay trực tiếp kết ấn. Dù sao hắn cũng là tông sư võ đạo tiền bối, vẫn có một số thủ đoạn tuyệt kỹ. Ánh sao rực rỡ vô biên ngừng tụ, mỗi điểm ánh sao đều ngừng tụ thành trận thế, muốn ngăn cản Trần Thanh Đế lại. Nhưng Trần Thanh Đế trực tiếp vỗ một cái xuống, chỉ trong chốc lát, cường khí nổ tung, ánh sao tan nát. Tay phải Trần Thanh Đế nắm trên cổ của lão tổ Đồng gia, hình rồng trên tay giáp vàng kia vặn vẹo như từng gợn văn hoa văn, trực tiếp phong tỏa chân khí toàn thân của lão tổ Đồng gia, khiến cho hắn chẳng khác gì một người bình thường bị Trần Thanh Đế bóp cổ giở lên, bất lực không làm được gì nữa. Nhìn lão tổ Đồng gia, Trần Thanh Đế dùng giọng lạnh lùng thong thả nói, này lão già, người định nói gì thế? Nơi này là Đồng gia thì sao chứ? Cửu đại thế gia không có Đồng gia người thì có Vương gia, Lý gia, Trần gia. Người có tin không, mai mỗ có thể khiến nơi này không còn họ Đồng nữa. Một quyền đánh trọng thương Đồng Tể Khôn, một chiêu chế trụ lão tổ Đồng gia. Trần Thanh Đế cường đại vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Đối với phần lớn võ giả, tông sư võ đạo là những người cao tới không thể với tới. Thế nhưng giờ tới tay của Trần Thanh Đế thì sao? Hai tông sư võ đạo như là trẻ con không chịu nổi một đòn. Hứa Đình Nhất đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, không phải hắn bình tĩnh mà là hắn không dám có hành động gì. Mặc dù vừa rồi hắn đáp ứng Đồng Tể Khôn đứng về phía bọn họ, nhưng dưới uy thế cường đại của Trần Thanh Đế, Hứa Đình Nhất thậm chí không dám nói một câu. Sở Hưu nhìn Trần Thanh Đế, hắn có một dự cảm, mặc dù Trần Thanh Đế vẫn là võ đạo trần đan, nhưng e là hắn đã cách chân hỏa luyện thần không xa, thậm chí rất có thể hắn đã bước nửa bàn chân vào cảnh giới này rồi. Ngày trước trong Liên minh Ma đạo, Ngụy Thương Thái xuất thủ đối phó với Sơn Quỷ của Bái Nguyệt giáo cũng bị một chiều tùy ý áp chế như vậy. Hiện giờ mặc dù Trần Thanh Đế không đạt tới cảnh giới như Ngụy Thương Thái, nhưng hai vị bên phía Đồng gia cũng chẳng mạnh bằng Sơn Quỷ trong Cửu đại thần phụ tế. Lúc này xung quanh yên tĩnh tới mức đáng sợ. Trần Thanh Đế ra tay bệ nghệ toàn trường, khi phách đó quả thật không cách nào hình dung bằng lời. Đồng Tể Khôn bị đánh phun máu, trọng thương không dám nói nhiều một câu. Lão tổ Đồng gia bị Trần Thanh Đế xách lên giữa không trung như con chó, cũng không dám nói nhảm một câu nào. Thấy ánh mắt của Trần Thanh Đế, lão tổ Đồng gia cũng biết lời vừa rồi không phải Trần Thanh Đế đang uy hiếp hắn, mà là nói được làm được. Mặc dù Đồng gia và thiên hạ mình cùng ở Tây Sở, nhưng Đồng gia rất ít khi giao tiếp với thiên hạ mình. Một bên là cửu đại thế gia truyền thừa đã lâu, còn một bên lại là thế lực dần dã vừa quật khởi không bao lâu, thế lực lớn tới kinh người. Đối với thiên hạ mình, thật ra Đồng gia vẫn luôn duy trì thái độ đứng xa quan sát, không trêu chọc vào. Trước kia Đồng gia luôn cho rằng Trần Thanh Đế tuy bá đạo nhưng dẫu sao vẫn phải tuân thủ quy củ của giang hồ. Nhưng hôm nay gặp mặt bọn họ mới biết Trần Thanh Đế này đâu phải bá đạo không, rõ ràng là hỉ nộ vô thường, hành xử chẳng khác gì thằng điên, không có kịp bất cứ điều gì. Hắn thật sự không hề suy nghĩ tới việc nếu ra tay diệt môn Đồng gia, cựu đại thế gia có thể tới tìm hắn đòi hắn trả lời hay không, thiên hạ minh có còn vì vậy mà bị tổn thương hay không, võ đầm Tây Sở sẽ ý kiến gì thiên hạ minh hay không. Dường như trong mắt của Trần Thanh Đế chỉ có một loại kết quả, đó chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cảm nhận được ý tứ của Trần Thanh Đế, lão tổ Đồng gia chua xót cười cười nói: Trần minh chủ à, việc này đã Đồng gia ta làm can rồi, đã Đồng gia ta không đúng, kính mong Trần minh chủ đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha cho Đồng gia ta một lần được không? Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh trợn mắt há mồm. Những võ giả Đồng gia lại xấu hổ giận dữ tới mức sắc mặt đỏ bừng, chỉ hận không tìm được lỗ nào mà chùi xuống. Sống trên giang hồ, có hay không cần thể diện chứ, nhưng giờ đạo tổ Đồng gia đã chịu thua thì thôi, còn nhún nhường tới cực hạn, quả thật chẳng khác nào vứt thể diện xuống đất, chủ động dẫm cho hai cái. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này Đồng gia bọn họ sẽ thành trò cười. So với Đồng gia truyền thừa hơn ngàn năm, thiên hạ mình mới được xây dựng hơn trăm năm. Mặc dù thực lực Trần Thanh Đế cường đại hơn đạo tổ Đồng gia, nhưng với phần đại nhỏ hơn đạo tổ Đồng gia nhiều. Hắn và Đồng Tể Khôn mới là người cùng thế hệ. Thế nhưng giờ đạo tổ Đồng gia đã dùng giọng điệu gần như cầu khẩn nhận sai với Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế thể diện còn mất hết. Trên thực tế, chỉ vì đạo tổ Đồng gia mới biết so với tính mạng mình, thể diện có là gì. Nếu lần này Đồng gia không muốn chịu thua, về ngày sau trong địa bàn Đồng gia sẽ là người họ khác. Trần Thanh Đế cười lạnh một tiếng, vùng tay lên ném lão tổ Đồng gia sang một bên, thản nhiên nói: Nhớ cho kỹ, lần này nói chuyện phải dùng não vào đấy. Mỗ là ai, tính cách ra sao các người phải biết chứ. Thể diện ư, ta không cần các người cho, các người cũng chẳng có tư cách nể mặt ta. Hai vị tông sư võ đạo không dám nhiều lời thêm một câu. Hứa Đình Nhất cũng cúi đầu chỉ mong Trần Thanh Đế không nhìn sang mình, nhưng chuyện gì càng không muốn tới lại càng tới. Trần Thanh Đế đưa mắt nhìn sang hắn, thản nhiên nói: Người cũng đứng về phía Đồng gia sao? Hứa Đình Nhất vội vàng nói: Trần minh chủ xin đừng hiểu lầm, tại hạ không phải người của Đồng gia, chỉ có điều trước mắt ta đang ở Đồng gia, thân bất do kỷ mà thôi. Bản thân ta cũng rất căm ghét Đồng gia ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy. Trần Thanh Đế cười lạnh một tiếng, không phải Trần Hứa Đình Nhất, hắn chỉ cười lạnh nói: Ngu ngốc, ngươi tưởng ta bất mãn với Đồng gia ỷ lớn hiếp nhỏ hay sao? Mấu chốt vấn đề không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ, mà là hắn ức hiếp tiểu bối nhà ai. Cút đi, lần sau mắt sáng ra một chút. Nghe Trần Thanh Đế nói như vậy, Hứa Đình Nhất như trút được gánh nặng, nhanh chóng cút ngay. Lúc này Trần Thanh Đế mới đưa mắt sang phía đám người Sở Hưu. Nhìn Tạ Phụng Tiên, Trần Thanh Đế cười nói: Tiểu tử, lúc trước ta đã nói rồi mà, nếu người chịu gia nhập thiên hạ mình, bái ta làm thầy, đám ra cửa Đồng gia làm sao dám cướp đoạt cơ duyên trong tay người chứ. Hành tẩu trên giang hồ thực lực rất quan trọng, ngộ tính cũng rất quan trọng, vận may cũng rất quan trọng, nhưng chỗ dựa cũng rất quan trọng. Thế nào, giờ hối hận chưa? Lã Phụng Tiên lắc đầu nói: Đa tạ Trần tiền bối đã ra tay giúp đỡ, có điều tại hạ phiêu bạt quen rồi, cũng đã có sư phụ rồi, chỉ có thể cảm tạ thịnh tình của tiền bối thôi. Trần Thanh Đế cũng đang lắc đầu. Nếu lúc này Lã Phụng Tiên đổi giọng muốn gia nhập thiên hạ mình, vậy hắn đã không phải là Lã Phụng Tiên. Tương tự Trần Thanh Đế cũng chẳng tán thưởng hắn như vậy. Lúc này Trần Thanh Đế lại đưa mắt về phía Sở Hưu. Sở Hưu chỉ chắp tay về phía Trần Thanh Đế một cái rồi nói: Xin ra mắt tiền bối. Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu, đánh giá Sở Hưu một hồi, nhíu mày nói: Người chính là Sở Hưu ư? Ta thường xuyên nghe tiểu tử ta Tiểu Đầu kia nhắc tên người. Nghe nói lần này ngươi còn giết chết một tông sư võ đạo. Mặc dù tên kia khá kém cỏi, nhưng dẫu sao cũng là tông sư võ đạo, người không tệ, rất không tệ. Tạ Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn Trần Thanh Đế, những người khác không biết, nhưng hắn biết tính cách của Trần Thanh Đế. Trên giang hồ không mấy ai khiến Trần Thanh Đế liên tục nói hai tiếng không tệ. Lúc trước Lã Phụng Tiên cũng như vậy, nếu Trần Thanh Đế nói Sở Hưu không tệ, vậy thật sự không tệ đấy. Lúc này Trần Thanh Thế lại nhìn về phía Phương Thất Thiếu, ánh mắt mang vẻ kỳ quái nói, thằng nhóc dùng kiếm nhà người cũng rất không tệ. Đám người Kiếm Vương Thành kia ít kẻ thuận mắt, ngươi là một trong số hiếm thấy đó. Không biết Kiếm Vương Thành chọn ngươi làm người thừa kế tương lai, rốt cuộc có hối hận hay không? Phương Thất Thiếu hai mắt trợn tròn vuốt vuốt cằm, rốt cuộc Trần Thanh Đế đang khen hắn hay vẫn đã khen hắn đây? Sao hắn cứ cảm thấy không đúng ở đầu đó? Có điều Phương Thất Thiếu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa. Dù sao Trần Thanh Đế đã nói hắn không tệ, có thể được cường giả như vậy khen ngợi, cho dù Phương Thất Thiếu cũng thấy kích động trong lòng. Trần Thanh Đế vung tay lên nói, đi theo ta, tới thiên hạ mình tu dưỡng một thời gian. Các người yên tâm, đừng nói trên người các ngươi có truyền thừa ma thần đã ôn hầu, cho dù trên người các ngươi có truyền thừa côn luân ba giáo, cũng không ai dám tới thiên hạ mình của ta trừ ma về đạo đâu. Nói xong Trần Thanh Đế bước tới muốn đi khỏi, năm đệ tử Đồng Gia đao nhau né tránh, ánh mắt lộ vẻ kính sợ. Ngay lúc Sở Hưu đi qua đám người Đồng Gia, Sở Hưu lại đột nhiên mở miệng, Trần tiền bối, lần này ngài đắc tội rất nặng với Đồng Gia, dẫm thể diện họ xuống đất rồi, nhưng e là có người khẩu phục nhưng tâm không phục, tương lai không khéo lại tới gây sự, chẳng bằng nhổ cỏ tận gốc loại trừ hậu họa đi. Lời này vừa mới nói ra, năm người Đồng Gia lập tức cần ra tại đó. Đạo tổ Đồng Gia cùng Đồng Tể Khôn cùng chửi bới Sở Hưu trong lòng, cái này đúng là độc ác tới cực hạn. Đây rõ ràng là khích bác Trần Thanh Đế nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ Đồng Gia bọn họ mà. Trần Thanh Đế kinh ngạc nhìn Sở Hưu một hồi, cười hà hà nói, thằng nhóc nhà ngươi tâm tư thật ác độc, làm việc còn quyết liệt hơn cả ta. Chẳng qua như vậy cũng không sao, có phải ta chưa từng nhổ cỏ tận gốc đâu. Có điều hôm nay tâm trạng ta không tệ, tạm thời tha cho chúng một lần. Nếu bọn chúng không biết điều, ta cũng chẳng ngại đến nơi này đuổi họ đâu. Nghe xong đời này, đạo tổ Đồng Gia cùng Đồng Tề Khôn đều thở phào một hơi. Cũng may Trần Thanh Đế làm việc hoàn toàn dựa theo hỉ nộ bản thân. Nếu hắn lý trí thêm một tí, tàn nhẫn hơn một chút, rất có thể Đồng Gia sẽ bị diệt sạch. Sau khi Trần Thanh Đế đi khỏi, đạo tổ Đồng Gia cùng Đồng Tề Khôn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ khổ sở trong mắt nhau. Giờ Trần Thanh Đế đi rồi, bọn họ dám trả thù hay sao? Dám gây sự với thiên hạ minh sao? Khoảnh khắc vừa rồi, Trần Thanh Đế đã để lại bóng ma cực lớn trong lòng bọn họ. Nam nhân như ma thần đó cường đại tới mức bọn họ không gợi nổi suy nghĩ trả thù. Sau khi ra khỏi khu rừng, Trần Thanh Đế nói với Sở Hưu và Lã Phụng Tiên, hai đứa nhỏ các người theo ta về thiên hạ minh đi. Ta đã nói rồi, chỉ cần trong thiên hạ minh của ta, cho dù các ngươi nhận được truyền thừa của côn luân ma giáo, những người khác cũng không dám có ý đồ gì với các ngươi. Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên liếc mắt nhìn nhau. Sở Hưu nâng trà chắp tay một cái nói, đa tạ hảo ý của Trần Minh Chủ. Có điều ta chuẩn bị cùng Đạo Huỳnh về Quan Trung Hình Đường. Đất Quan Trung nằm giữa ba nước, xung quanh không có thế lực nào. Hơn nữa ta tin rằng với thực lực của Quan Trung Hình Đường cũng không ai dám có ý đồ gì đâu. Nghe Sở Hưu nói như vậy, Trần Thanh Đế cũng không cưỡng ép, hắn chỉ gật đầu nói, các người về Quan Trung Hình Đường cũng được. Tên Quan Tư Vũ kia cũng chẳng phải hạng yếu kém gì. Quan trọng nhất là Quan Trung Hình Đường các ngươi còn di sản của Sở Cử Hiệp để lại. Nếu thế lực khác dám tới cướp đồ ở Quan Trung Hình Đường, ngược lại phải cân nhắc tới chuyện ấy đấy. Nói xong, Trần Thanh Đế lại chuyển sang nhìn Lã Phụng Tiên, trầm giọng nói, cái thằng nhóc này, ngươi thật sự không nghĩ tới chuyện bái ta làm sư phụ, gia nhập thiên hạ minh ư? Trên giang hồ này có chỗ dựa vào chỗ dựa là hai việc khác nhau, hoàn toàn khác nhau đấy. Ngươi cứ nhìn thằng nhóc họ Sở kia đi, tâm tư của hắn sâu hơn ngươi nhiều, thực lực của hắn cũng mạnh hơn ngươi, nhưng vẫn gia nhập Quan Trung Hình Đường, tìm một chỗ dựa không tệ đó thôi. Lã Phụng Tiên cười khổ lắc đầu nói, thưa Trần tiền bối, ngài mời liên tục thế khiến ta cũng thấy ngại, có điều trí của ta thật sự không nằm ở đây. Ngài Lã Phụng Tiên nói vậy, Trần Thanh Đế không cưỡng ép nữa. Sau khi ba người Tạ Tiểu Lâu, Lã Phụng Tiên, Sở Hữu tạm biệt nhau, hai nhóm người trực tiếp rời đi. Sau khi từ biệt, Lã Phụng Tiên và Sở Hữu chuẩn bị về thẳng Quan Trung Hình Đường. Chuyện liên quan tới truyền thừa Lã Ôn Hầu còn chưa lan truyền ra, chỉ cần bọn họ chạy về Quan Trung Hình Đường kịp thời, không cần lo ai có ý đồ với truyền thừa này. Thật ra cách tốt nhất đối với Lã Phụng Tiên hiện giờ là gia nhập thế lực đỉnh cao trên giang hồ như thiên hạ mình, tìm một chỗ dựa che chở cho mình. Truyền thừa Lã Ôn Hầu vô cùng mê người, nhưng những cường giả đạt tới cảnh giới như Trần Thanh Đế đều có võ đạo thuộc về bản thân bọn họ, cũng chướng mắt với truyền thừa của Lã Ôn Hầu, cho dù truyền thừa này là cửu chuyển đi chăng nữa. Chỉ tiếc Lã Phụng Tiên nhìn thì rất dễ nói chuyện, nhưng lại bướng bỉnh tới cực hạn. Chuyện này đừng nói Sở Hưu, ai cũng không khuyên nổi đâu. Đúng lúc này trong rừng lại vang lên một loạt âm thanh, bốn võ giả chỉ có cảnh giới tiền thiên vội vàng chạy tới. Sau khi lấy Lã Phụng Tiên, bốn người đồng loạt quỳ một chân xuống đất, cúi đầu trầm giọng nói: "Chúng thuộc hạ tham kiến chúa công." Lã Phụng Tiên vẻ mặt ngây ngốc, hắn nghi hoặc hỏi: "Các người là ai?" Nghe giọng điệu bọn họ, Sở Hưu để đột nhiên nghĩ ra, cách nói này sao giống bốn người Thủy Vô Tướng kia vậy. Sở Hưu trầm giọng nói: "Các người là đám Thủy Vô Tướng sao?" Một người gầy gò cao cao, gương mặt có chút màu xanh trong bốn người kia, cười khổ nói: "Đúng là chúng ta." Lúc này Sở Hưu và Lã Phụng Tiên đột nhiên nghĩ ra, những người này quả thật không chết. Khi đó Lã Phụng Tiên vừa dung hợp cùng chân linh của Lã Ôn Hầu, bốn người Thủy Vô Tướng cũng đã tới nước dầu hết đèn tắt, chỉ có thể chọn bừa bốn người mà đoạt xá. Lúc đó quá nhiều người, cho nên bọn Sở Hưu không chú ý tới mục tiêu đoạt xá của bọn họ. Lã Phụng Tiên đấy làm lạ nói: "Cả người gọi ta là chúa công là sao? Ta không phải là Ôn Hầu, huống hồ chính vì ta nên mới khiến Trần Linh là Ôn Hầu tan vỡ. Các người nên tìm ta báo thù mới đúng chứ." Thủy Vô Tướng cười khổ nói: "Tạo hóa đúng là trêu người. Có lẽ trong thời đại này, Ôn Hầu đại nhân đã không thể phục sinh nữa. Hơn nữa chúa công ngài giống với Ôn Hầu đại nhân lúc trẻ tuổi tới 8-9 phần. Ngài còn nhận được tất cả công pháp truyền thừa của Ôn Hầu đại nhân. Thậm chí ngài thần bình vô song cũng đồng ý nhận ngài làm chủ. Có thể nói giờ ngài chính là Ôn Hầu tái thế. Chúng ta không nhận ngài làm chủ thì còn nhận ai được?" Lã Phụng Tiên nhíu mày, đang định cự tuyệt. Hắn độc tài độc vãng quen rồi, lúc này không muốn thù hạ gì đâu. Có điều lúc này Sở Hưu lại truyền âm cho Lã Phụng Tiên nói: "Lã Huỳnh, thu nhận bốn người này đi, người sẽ không đỗ đâu." Trong bốn người này, Thủy Vô Tướng am hiểu trận pháp mưu tính, mặc dù sức chiến đấu không mạnh nhưng lại hết sức dị quỷ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Viêm Xích Tiêu cùng Thị Cửu Đinh kia là chiến tướng, thực lực bản thân cũng không yếu. Viên Cửu U mặc dù không cho am hiểu gì, nhưng có thể đi theo Lã Ôn Hầu trong thời đại đó, rõ ràng không phải kẻ yếu. Người đừng nhìn bọn họ sau khi đoạt xá chỉ có cảnh giới tiên thiên, dù sao bọn họ cũng đều là người từng vượt qua cấp bậc tông sư võ đạo. Mặc dù thực lực không còn, nhưng kinh nghiệm vẫn có đấy. Hôm nay tu luyện lại từ đầu cũng không phải là việc khó khăn gì. Người nhận lấy bốn người bọn họ có lợi nhiều hơn hại đấy. Lã Phụng Tiên vẫn khá tin tưởng ánh mắt nhìn người của Sở Hưu. Nghe Sở Hưu nói vậy, Lã Phụng Tiên bèn gật đầu nói: "Nếu đã vậy, các người đi theo ta đi. Có điều các ngươi phải sửa lại cách nói chuyện của mình trước đã. Ta nghe khó chịu lắm. Giờ các ngươi đã đoạt xá, chắc cũng hiểu một số chuyện thời nay rồi chứ." Năm người Thủy Vô Tướng gật đầu nói: Chúng ta đã biết." Lã Phụng Tiên gật nhẹ đầu, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, người có thể chế tạo ngọc giản truyền công không?" Thủy Vô Tướng ngạo nghễ nói: "Về mặt tu vi trận đạo, thuộc hạ không kém gì những đại sư trận pháp trong đạo môn. Đương nhiên biết làm thứ đơn giản như ngọc giản truyền công rồi. Có điều trước mắt không có vật liệu, không cách nào chế tạo được. Xin hỏi chủ công cần bảo tồn lâu dài hay sử dụng tạm thời? Nếu là sử dụng tạm thời, giờ thuộc hạ có thể làm ra một cái." Lã Phụng Tiên nói: "Sử dụng tạm thời thôi." Thì Vô Tướng gật nhẹ đầu, hắn trực tiếp hái lấy mấy quả dại ven đường xuống, ép hơi nước bên trong ra. Sau đó hắn lại lấy chân khí ngừng tụ lại, vẽ vài trận văn lên trên, không ngờ lại hóa thành một vật trông như kẹo dẻo. "Chúa công, vật này chưa có thể truyền công một lần, chỉ cần công pháp trong đó có người đọc hoặc qua 3 ngày, thứ này sẽ tiêu tán đi." Sang mặt Thủy Vô Tướng hơi thái đi, giờ hắn chỉ có cảnh giới tiên thiên, cho dù chỉ làm một món đồ nhỏ như vậy cũng tiêu hao không ít chân khí của bản thân. Lã Phụng Tiên nhận lấy truyền công giúp công pháp Cửu Tiêu Luyện Ma Kim Thân vào trong đó, đưa cho Sở Hưu rồi nói: "Này Sở huynh, cơ duyên lần này là người dẫn ta tới, nếu không có người, ta với truyền thừa Lã Ôn Hầu này cũng là vô duyên. Đây là công pháp luyện thể của Lã Ôn Hầu ngày trước, Cửu Tiêu Luyện Ma Kim Thân, người nhận đấy đi, chờ sau khi hắn khôi phục, ta lại bảo hắn làm một vật truyền công, giao ma thần phù song kích cho ngươi." Nghe xong lời này, Thủy Vô Tướng vội vàng ngăn cản: "Chúa công, không thể nào, đây là công pháp truyền thừa mà Ôn Hầu đại nhân lưu lại, sao có thể tùy ý truyền ra ngoài được?" Lã Phụng Tiên không đổi giận, hắn chỉ dùng thần sắc lạnh nhạt nói: "Người là chúa công hay ta là chúa công?" Thủy Vô Tướng cười khổ một tiếng, không tiếp tục ngăn cản. Hắn cũng phát hiện, mặc dù tính cách, chỉnh thể của Lã Phụng Tiên không giống với Ôn Hầu đại nhân, nhưng một số chi tiết lại hệt như Ôn Hầu đại nhân, tỉ như tính cách ngoan cố. Hễ là chuyện Ôn Hầu đại nhân đã quyết định rồi, vậy thì ai cũng không quyền cản nổi đâu. Giờ Lã Phụng Tiên cũng vậy, chỉ cần là chuyện hắn đã quyết định, không ai cản nổi đâu. Tính cách như vậy, có thể nói là vô cùng quả quyết đấy. nhưng đã không thể biết rốt cuộc đã tốt hay đã xấu. Dù sao trong thời thượng cổ, nếu đã Ôn Hầu nghe theo đề nghị của Thủy Vô Tướng, tạm thời ẩn nhẫn giấu tài, vậy đã không rơi vào cảnh hiện tại. Sở Hưu không khách khí với Lã Phụng Tiên, nhưng nhận lấy vật truyền công mà nói, "Đa tạ Lã Huỳnh, vừa hay ta cũng cần một bộ công pháp luyện thể đỉnh cao. Ta không khách khí với người, có điều ma thần vô song kích thì không cần đâu. Ta dùng đao giờ đổi sang tu luyện phương thiên họa kích quá tốn thời gian." Nghe Sở Hưu nói như vậy, Lã Phụng Tiên cũng không cố đưa công pháp cho Sở Hưu. Hai người dẫn theo 4 người Thủy Vô Tướng trở lại Quan Trung Hình Đường. Phân bộ hình đường Quan Tây nghe được tin Sở Hưu trở về, Quỷ Thủ Vương cố ý dẫn người tới nghênh tiếp. Sở Hưu còn chưa vào cửa, Quỷ Thủ Vương đã cười đớn chắp tay nói: "Chúc mừng đại nhân chám tông sư bước vào hạng tư Long Hồ Bảng." Sở Hưu ngạc nhiên, chuyện này đã lan truyền rồi cơ à? Quỷ Thủ Vương gật đầu nói: "Đã truyền đi đâu rồi, hôm nay thanh danh đại nhân trên giang hồ càng ngày càng vang dội." Dọc con đường này, Sở Hưu sợ có chuyện bất trắc gì, chỉ tập trung đi đường với Lã Phụng Tiên, không quan tâm tin tức bên ngoài. Thật không ngờ Phong Mãn Đâu hành động nhanh tới như vậy. Quỷ Thủ Vương lại chắp tay với Lã Phụng Tiên nói: "Nghe nói tiểu Ôn Hầu nhận được truyền thừa của thượng cổ ma thần Đạo Ôn Hầu, đúng thật là đáng mừng đấy." Lã Phụng Tiên cũng khách khí chào hỏi với Quỷ Thủ Vương một tiếng: Được rồi, đi vào đi rồi nói." Gọi mọi người vào trong đường khẩu. Lúc này Sở Hưu mới hỏi thăm Quỷ Thủ Vương những chuyện xảy ra gần đây. Ngôi bộ khổng lồ trấn áp Lã Ôn Hầu hiện thế cũng một loạt là những chuyện xảy ra tiếp đó đã lan truyền khắp giang hồ trong mấy ngày vừa qua, uy danh trong đó cũng không nhỏ đâu. Trong đó xuất sắc nhất chính là bản thân của Sở Hưu, lâm trận chám tông sư, trở thành võ giả trẻ tuổi kế tiếp tiểu thiên sư Trương Thừa Trinh, có chiến tích công khai giết chết tông sư võ đạo, cho nên Sở Hưu cũng được thăng lên hạng tư của Long Hồ Bảng. Trước đó người đứng hạng tư là một kẻ thần bí tới cực điểm, đoạt hồn đao Lý Phi Liêm. Số lần người này xuất thủ trên giang hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho ra chiêu 11 lần giết chết 10 người. Lần duy nhất hắn dùng 2 đao mới giết chết là tiền tài trong thế hệ trẻ tuổi của Thuần Dương Đạo Môn, cuối cùng khiến thế hệ trẻ của Thuần Dương Đạo Môn bị đả kích không cưỡng dậy nổi. Biệt hiệu của người giang hồ đặt cho hắn có vẻ cũ kỹ nhưng đã rất hợp với hình tượng Lý Phi Liêm. Xuất thủ đao thấy máu đoạt hồn, không có người còn sống, bất kể đối thủ là ai, cũng bất kể đối phương có thân phận gì. Vì cái chết đệ tử nhà mình, Thuần Dương Đạo Môn đã truy sát hắn một thời gian dài nhưng vẫn không hề có kết quả. Có điều không biết do Thuần Dương Đạo Môn truy sát hay là sao, đã 2-3 năm nay Lý Phi Liêm không xuất hiện trên giang hồ, cũng không có chiến tích lưu truyền, cho nên hắn chỉ có thể nhường chỗ cho Sở Hưu. Hơn nữa lần này Lý Phi Liêm không chỉ phải nhường chỗ cho Sở Hưu, hắn còn phải nhường cho cả Doanh Bạch Lộc. Lý Phi Liêm trực tiếp rời xuống hạng thứ 6, Doanh Bạch Lộc lại về hạng 5 trên Long Hồ Bảng. Trong ngôi mộ khổng lồ đó, Doanh Bạch Lộc và Sở Hưu giao chiến bất phân thắng bại. Với thực lực hắn thể hiện ra, hắn xếp sau Sở Hưu chẳng qua vì không có chiến tích kinh người như Sở Hưu mà thôi. Còn về Lã Phụng Tiên, thứ hạng của hắn vẫn không hề thay đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù Lã Phụng Tiên nhận được truyền thừa, nhưng hắn lại không có chiến tích đan truyền. Phong Vân Bảng để ý tới thành danh và chiến tích, thiếu một thứ cũng không có được. Có điều mọi người cũng tin tưởng, sau khi nhận được truyền thừa của Lã Ôn Hầu, chắc chắn thực lực của Lã Phụng Tiên sẽ tăng vọt, tương lai lên hạng cao chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đây chỉ là thay đổi trong giới tiểu bối, Sở Hưu cũng không mấy để ý. Trên thực tế, y thật sự không để ý tới thứ hạng xếp của Long Hồ Bảng. Không riêng gì Sở Hưu, phải nói là những người trong 5 hạng đầu Long Hồ Bảng như Doanh Bạch Lộc đều không để ý tới danh sách thứ hạng này. Thực lực bản thân bọn họ bàn ngày bày ngay đó, ai mạnh ai yếu còn không tự biết hay sao? Long Hồ Bảng này chẳng qua chỉ để xem cho vui mà thôi. Ngược lại những võ giả phía sau ngày ngày tranh đoạt danh lợi vì một thứ hạng, đánh nhau vô cùng náo nhiệt. Mà ngoại trừ trên Long Hồ Bảng phát sinh biến hóa, lần này người dương danh chân chính lại là Trần Thanh Đế, còn bên chịu xui xẻo chính là Đồng Gia. Trần Thanh Đế đã đầu không xuất thủ, người giang hồ đều dễ quên, có người thậm chí đã quên mất uy danh của Trần Thanh Đế ngày xưa. Thế nhưng lần này Trần Thanh Đế vừa ra tay, lại khiến cả giang hồ không ai không biết, khiến mọi người không khỏi cảm thán, Trần Thanh Đế vẫn là Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế vẫn bá đạo như cũ, thậm chí có người còn nghi ngờ Trần Thanh Đế đã cách cảnh giới chân hỏa luyện thần không có xa. Tới các bậc tông sư võ đạo, mỗi khi tu vi tăng thêm một chút cũng đã khó như lên trời. Đừng nói đã bước lên trước một bước. Trần Thanh Đế xuất thần dần dã, nếu lúc này có thể bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần, vậy thiên hạ mình thật sự khó lường đấy. Có điều so với Trần Thanh Đế bá đạo vô cùng, lần này Đồng Gia mất hết thành danh, trở thành trò cười cho mọi người. Vốn dị Đồng Gia không để ý tới quy củ khai sơn tế, cướp đoạt cơ duyên của tiểu bối đã là chuyện bại hoại danh dự. Thế nhưng hai vị tổng sư võ đạo của Đồng Gia còn bị Trần Thanh Đế sỉ nhục đương trường, cục diện vô cùng thê thảm. Lần này có thể nói là Đồng Gia mất hết thanh danh, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho giang hồ, bị người ta chê cười suốt mấy năm. Thậm chí sau này đệ tử Đồng Gia hành tẩu giang hồ, không khéo chẳng thể ngẩng đầu lên được ấy chứ. Bọn họ từng thấy tổng sư võ đạo thà chết không sờn, nhưng người ăn đói khép nép xin thà như đạo tổ Đồng Gia quả thật vô cùng hiếm gặp. Sau khi lý giải những tình huống này, Sở Hưu và Lã Phụng Tiên trước tiên vào bế quan. Chỉ có điều Lã Phụng Tiên là bế quan xung kích cảnh giới thiên nhân hợp nhất, còn Sở Hưu lại là khôi phục nguyên khí bản thân. Sau đường vừa rồi Sở Hưu chỉ lo đi đường, thậm chí còn không hề nghỉ ngơi. Có điều lúc này Quỷ Thủ Vương lại chần chừ nói: "Đại nhân, có chuyện này cần nói cho ngài một tiếng." Sở Hưu nhíu mày nói: "Chuyện gì thế? Những thế lực võ lâm quan Tây lại bắt đầu ầm ĩ rồi sao?" Trên giang hồ không bao giờ thiếu những kẻ ngu xuẩn, tay lợi tối mắt, không để ý tới điều gì. Theo lý mà nói, với thực lực cùng địa vị hiện tại của Sở Hưu trên giang hồ, đất quan Tây đáng lý sẽ rất yên tĩnh mới đúng. Nhưng vẫn có những người bị lợi ích làm cho choáng váng đầu óc, cho nên chuyện như vậy có xảy ra, Sở Hưu cũng không thấy có gì lạ. Quỷ Thủ Vương lắc đầu nói: "Không phải là những thế lực võ lâm bên quan Tây, mà là người của phần bộ quan Nam." Sở Hưu cau mày: "Là người của An Bá Thông, bọn họ làm gì chứ?" Trong tứ đại phần bộ Quan Trung Hình Đường, nghĩa tử của trưởng hình quan Bắc là Sở Hiếu Đức gia nhập Cửu Phần Đường, cho nên Sở Từ Ma cũng đứng về phía y. Còn trưởng hình quan Đông Tiêu Tập có thực lực mạnh nhất, nhưng lại luôn bảo trì vị trí trung lập không giúp ai. Chỉ có tên Ân Bá Thông này suốt ngày gây chuyện với Sở Hưu. Thật ra Ân Bá Thông làm vậy cũng khó hiểu. Đúng là Sở Hưu đã phế một đệ tử của hắn, lại giết một đệ tử khác của hắn. Nhưng bản thân Ân Bá Thông là người tính cách lạnh lùng, hắn cũng chẳng bỏ bao tâm huyết vào hai đệ tử kia. Hơn nữa Ân Bá Thông và Ngụy Cửu Đoan đối đầu cả đời, giờ Sở Hưu giúp hắn xử lý Ngụy Cửu Đoan, theo lý mà nói, Ân Bá Thông phải cảm ơn Sở Hưu mới đúng. Thế nhưng Ân Bá Thông lại luôn nghĩ tới chuyện ân oán, đương nhiên không vừa mắt với Sở Hưu rồi. Quỷ Thủ Vương ở bên cạnh thở dài nói: "Đại nhân, lần này ngài ra ngoài hơi lâu, đất quan Tây đầu ngày vô chủ, có một số bộ đầu của phần bộ quan Nam đến truy xét buôn đậu, thường xuyên vượt giới ra khỏi một số thế lực ở địa điểm giao giới giữa quan Tây và quan Nam. Cho dù là thế lực trong quan Tây chúng ta, bọn họ cũng trà xét. Hơn nữa còn ra tay dọa dẫm. Những thế lực võ đầm trong vùng giao giới giữa quan Tây ta và quan Nam khổ cực không thể tả, đã thống khổ, tố khổ với thuộc hạ rất nhiều lần rồi. Cho nên bên phía thuộc hạ cũng không tiện lấy tiền hiếu kính của các thế lực này, cũng khiến cho thành danh phần bộ quan Tây ta ở vùng biên giới có phần giảm sút." Sở Hưu sắc mặt bình tĩnh: "Người của quan Nam đến quan Tây ta điều tra buồn đầu, vượt giới đã trúng, phá hoại quy củ cũng là trúng, sao các ngươi lại không làm gì để mặc cho chúng phách lối như vậy?" Quỷ Thủ Vương cười khổ nói: "Đại nhân, chúng thuộc hạ cũng chẳng có cách nào. Đám người quan Nam kia nói là manh mối tra từ quan Nam tra tới, điều tra thẳng tới vùng quan Tây. Chúng thuộc hạ không đồng ý cũng được thôi, nhưng cần thủ lệnh của đại nhân, vì bọn họ cũng cầm thủ lệnh của Ân Bá Thông tới. Cho nên khi đại nhân không có mặt, chúng ta không đấu cứng được với đám người quan Nam kia. Nhạn Bất Quỳ ngược lại muốn xuất thủ, có điều bị thuộc hạ cản trở. Không phải thuộc hạ không muốn tỏ thái độ cứng rắn một chút, mà là đại nhân không có mặt ở đây. Một khi bọn thuộc hạ động thủ, chuyện đó sẽ không thể nói rõ được, từ có lý cũng thành vô lý. Thậm chí thuộc hạ nghi ngờ đám người quan Nam kia phách lối như vậy chính là để ép chúng ta xuất thủ. Cho nên thuộc hạ vẫn chờ đại nhân ngài về, tiện xử lý việc này hơn." Sở Hưu nghe vậy gật đầu, vỗ vỗ đền vai Quỷ Thủ Vương nói: "Là ta hiểu lầm ngươi rồi, ngươi làm việc lão luyện cẩn thận như vậy thì là đúng. Tên Ân Bá Thông kia 9 phần 10 là có ý đồ này." Ân Bá Thông đã sống qua Quan Trung Hình Đường nhiều năm như vậy, cực kỳ quen thuộc với quy củ của Quan Trung Hình Đường. Hắn biết vượt giới là chuyện phá hoại quy củ, nhưng hắn lại cố tình làm vậy, rõ ràng là đang ức hiếp đám người khi Sở Hưu không có mặt. Lúc đó toàn bộ quan Tây không ai có thể nói chuyện ngang hàng với hắn. Quỷ Thủ Vương lại hỏi: "Vậy đại nhân, giờ chúng ta nên làm gì đây?" Sở Hưu híp mắt nói: "Ta bế quan một thời gian trước đã, tập trung quan sát vùng giao giới quan Tây và quan Nam cho ta. Nếu người của Ân Bá Thông đến, tới báo cho ta biết." Sau khi phân phó xong cho Quỷ Thủ Vương, Sở Hưu điền bế quan, Cùng lúc với bế quan khôi phục nguyên khí, Sở Hưu cũng thử tu luyện một chút Cửu Tiêu Luyện Ma Kim Thân. Do bộ công pháp này trong cốt truyện gốc chỉ có mình Lã Phụng Tiên tu luyện, lại thêm tính cách của Lã Phụng Tiên, hắn đương nhiên không chia sẻ những bí mật liên quan tới công pháp này cho những người khác. Cho nên trong cốt truyện gốc, miêu tả đối với bộ công pháp này hết sức mơ hồ. Còn lúc này Sở Hữu đọc xong công pháp một lượt, lại thở dài một hơi. Quả nhiên bộ công pháp này mặc dù rất mạnh, nhưng mang đầy khí tức là ôn hầu, tính chất vô cùng thổ bạo. Cửu tiêu lý là cửu trọng thiên, cửu tiêu luyện ma kim thân cũng là có 9 tầng cảnh giới. Mỗi cảnh giới đều phải dựa theo công pháp, dùng ma khí cường đại tẩy rửa tôi luyện cơ thể, mạnh mẽ lên ma khí rèn luyện thể chất, chứ không nói tới đau đớn trong đó. Khi tu luyện công pháp này, nếu cường độ cơ thể kém một chút, rất có thể ma khí rèn luyện thể chất sẽ khiến cho bản thân thành tàn phế. Không phải công pháp đẳng cấp càng cao thì càng tốt, có một số công pháp mặc dù đẳng cấp cao nhưng không phải ai cũng có tư cách tu luyện. Tỷ như A Tỳ Đạo Tam Đao của Sở Hưu, người bình thường sử dụng chắc chắn sẽ luyện thành một kẻ điên. Chỉ có Sở Hưu tâm trí cường đại, trong cơ thể còn có chí bảo Phật môn lưu ly kim ti cổ mới dám tùy ý vận dụng. Còn Cửu Tiêu Luyện Ma Kim Thân này cũng vậy, yêu cầu đối với người tu luyện quá cao. Đồng gia còn vọng tưởng đoạt được bộ công pháp này, cho dù đồng gia nhận được Cửu Tiêu Luyện Ma Kim Thân, với trình độ của đồng gia chẳng mấy ai có tư cách tu luyện môn công pháp này. Nếu là tông sư võ đạo như Đồng Tể Khôn, mặc dù có thể dùng tu vi cưỡng ép tu luyện vài tầng, chẳng qua nhiều nhất hắn cũng chỉ tu luyện được tới tầng thứ 3, sau đó cơ thể sẽ không chịu được loại lực lượng này. Lã Phụng Tiên trời sinh thần lực, tu luyện Cửu Tiêu Luyện Ma Kim Thân này sẽ không gặp trở ngại gì. Còn Sở Hữu có đại kim cương thần lực đặt làm cơ sở, cơ thể của hắn cũng không yếu, đương nhiên lại có tư cách. Hơn nữa mặc dù Cửu Tiêu Luyện Ma Kim Thân đơn giản thô bạo, điều kiện tu luyện lại hà khắc, nhưng uy lực cũng cường hãn dị thường. Một bước một tầng, mỗi tầng đều khiến lực lượng bản thân tăng cường rất nhiều, còn có ma khí hộ thể trên người. Sau khi tu luyện tới tầng thứ 9, còn có thể đạt tới bất diệt ma thân, đất chỉ có thể mọc lại. Tu luyện tới cảnh giới như là ôn hầu, quả thật diệt mãi không chết. Thậm chí chỉ cần hai giới đạo Phật liền thủ trấn áp cơ thể mới được. Giờ trên người Sở Hưu có cả công pháp luyện thể Phật môn và ma môn, không biết đồng tu rốt cuộc sẽ ra sao. Bất diệt kim thân thêm bất diệt ma thân ư? Có điều Sở Hưu cũng chẳng hề để ý, hắn đồng tu ba nhà đạo Phật ma, cũng chẳng lo chuyện công pháp phản phệ. Ngay lúc Sở Hưu mới bế quan được vài ngày, Quỷ Thủ Vương đã tới gõ cửa, hạ giọng nói: "Đại nhân, năm người quan nam kia lại vượt biên rồi." Ánh mắt của Sở Hưu lóe lên vẻ lạnh lùng nói: "Dẫn ta tới đó." Lúc này trong khu vực tiếp giáp giữa quan Tây và quan Nam, trước cửa đại trạch Liễu gia, gia chủ Liễu gia Liễu Thừa Tiền đang khép nép nói chuyện với vài bộ đầu giang hồ của Quan Trung Hình Đường. Trên đất quan Tây, Liễu gia là gia tộc nhỏ, gia chủ Liễu Thừa Tiền này cũng chỉ có tu vi nội cương cảnh mà thôi. Năm bộ đầu giang hồ kia thản nhiên nói: "Liễu gia chủ, chúng ta tra xét ra có người buôn lậu hàng cấm về phía Tây Sở, khởi nguồn chính là Liễu gia người. Chuyện này Liễu gia chủ có định giải thích chút không?" Đương nhiên Liễu gia chủ có không muốn giải thích cũng được, nhưng mấy huynh đệ chúng ta vất vả chạy từ bên quan Nam xa xôi tới đây, bỏ ra bao công sức như vậy, không thể nào trắng tay đi về được. Bằng không Liễu gia chủ ngỏ chút lòng thành, chuyện này tạm thời cho qua. Liễu Thừa Tiền cười lớn nói: "Các vị cần bao nhiêu?" Thật ra chuyện này trước đây Liễu Thừa Tiền đã quen rồi, vì đây không phải lần đầu. Một đầu giang hồ đất quan Nam dọa dẫm những thế gia nhỏ vùng giao giới bọn họ đã được một thời gian. Liễu gia cũng đã gặp qua 3 lần. Giờ toàn bộ các thế lực vùng giao giới ai oán dậy đất, cũng âm thầm mắng chửi Sở Hưu không thôi. Bọn họ là thế lực lệ thuộc vào đất quan Tây. Theo yêu cầu của Sở Hưu, mỗi tháng phải dâng lên không ít tiền đút lót cho y. Thế nhưng giờ bọn họ bị ức hiếp tới như vậy, tên Sở Hưu kia lại chẳng dám thả ra một cái rắm, bảo họ không tức tối sao được. Trong khu vực giao giới này không ít người cho rằng Sở Hưu này chỉ ngang ngược trong nhà, ra tay độc ác với các thế lực võ lâm đất quan Tây, nhưng gặp mặt người ngoài thì lại e sợ. Đám bộ đầu giang hồ quan Nam đưa mắt nhìn nhau, lạnh lùng nói: "Chúng ta không cần nhiều, huynh đệ chúng ta có 8 người, mỗi người 10 lượng tử kim, 80 lượng là đủ." Nghe xong lời này, sang mặt Liễu Thừa Tiền lập tức thay đổi, vội vàng nói: Ấy các vị, nhiều tử kim như vậy, Liễu gia ta thật sự không lấy ra nổi đâu." Thật ra 80 lượng tử kim trước kia Liễu gia vẫn có, nhưng đám người này mới mấy tháng đã tới Liễu gia 3 lần, bọn họ đào đâu ra tiền được cơ chứ? Tên bộ đầu giang hồ nghe xong cười lại nói: "Không lấy ra được à? Vậy thì tốt, đi theo ta về Hình Đường Quan Nam một chuyến. Nam bộ đầu giang hồ đạo Quan Nam vốn tới để kể chuyện, dù sao nơi này là Quan Tây, cho dù những thế lực võ lâm Quan Tây bị ép làm phản thì đã sao nào, có nhức đầu cũng là đám người bên phần bộ Quan Tây. Vương Hồ Ân Bá Thông vốn ôm tâm tư gây sự tới đây, hắn thậm chí đã nói với thủ hạ không cần cố kỵ gì hết, có quá đáng thế nào cũng được, sẽ ra chuyện đã có hắn gánh vác. Lúc này đám người Liễu gia sắc mặt căm phẫn, đúng là khinh người quá đáng. Đám người phân bộ Quan Tây mặc kệ, cùng lắm thì họ tới tổng bộ Hình Đường nói lý là được. Có điều đúng lúc này một âm thanh lại vang lên sau lưng đám đông. Người phân bộ Quan Nam dám tới Quan Tây ta bắt người, ai cho người lá gan này? Sở Hưu dẫn theo đám thủ hạ Quỷ Thủ Vương Đường Nhà tới đây, gương mặt không hề có vẻ giận dữ, nhưng bầu không khí áp lực này lại khiến đám hộ đầu giang hồ Quan Nam đồng loạt biến sắc. Trước đó bọn họ ở đây rêu rao ngang ngược một thời gian, nhưng Sở Hưu vẫn không hề ra mặt. Những câu từ họ đã nghĩ từ trước đều không dùng đến. Đám người Quỷ Thủ Vương lại không dám giáp mặt bọn họ, khiến cho đám bộ đầu giang hồ Quan Nam này lại càng hống hách hơn. Có điều giờ thấy Sở Hưu tới, lại nghĩ tới những lời đồn đại về Sở Hưu trong Quan Trung Hình Đường cùng uy danh của y trên giang hồ. Cho dù những bộ đầu giang hồ này đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, vẫn không khỏi thấp thỏm trong lòng. Nhưng nghĩ tới Ân Bá Thông sau lưng mình, những bộ đầu giang hồ Hình Đường Quan Nam lại là như có thêm dũng khí. Hắn cắn răng nói, Sở đại nhân, không phải chúng ta tới đất Quan Tây bắt người, mà là chúng ta truy theo manh mối buồn lậu từ Quan Nam đến Quan Tây đấy. Dựa theo quy củ của Quan Trung Hình Đường, nếu vụ án này đại nhân muốn tiếp nhận, chúng ta đương nhiên sẽ chuyển giao cho đại nhân. Nhưng thời gian trước đó Sở đại nhân không có mặt, nhưng người khác lại không có tư cách để chúng ta chuyển giao vụ án này. Sở Hưu nhìn chăm chăm vào võ giả phân bộ Quan Nam kia, sắc mặt không hề thay đổi, giọng điệu thản nhiên nói, ta hỏi ngươi, tới Quan Tây đã bắt người, là ai cho ngươi lá gan ấy? Dưới ánh mắt của Sở Hưu, võ giả Quan Nam kia trên trán dần dần đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn cắn răng nói, Sở đại nhân, ta đã nói rồi, đây là quy củ. Sở Hưu vung tay trực tiếp ngắt lời võ giả kia, ta không muốn hỏi lại câu này lần thứ ba, nếu người không nói ai cho ngươi lá gan này, vậy ta cứ coi như người gan to bằng trời là được. Còn nữa đừng nói về quy củ gì với ta. Muốn nói quy củ, điều kiện đầu tiên là người có tư cách và thực lực, chúng ta mới có thể chơi quy củ một cái. Muốn nói quy củ với ta, người là cái thá gì chứ? Sở Hưu quay sang nói với đám người Đường Nha, đánh gãy chân bọn chúng, phế bỏ võ công đi, để chúng bò về Quan Nam. Ta muốn xem lúc đó bọn chúng còn có gan như bây giờ nữa không. Nam võ giả Quan Nam kia lập tức biến sắc, vội vàng nói, Sở đại nhân, chúng ta là... Có điều không đợi bọn họ nói hết lời, đám người Đường Nha đã lập tức xuất thủ ngay. Trước đó do có Quỷ Thủ Vương ngăn cản, đám người Đường Nha quả thật vô cùng uất ức. Giờ rút cuộc cũng đợi được đến lúc Sở Hưu trở về, xả ra chuyện gì, đương nhiên có Sở Hưu gánh vác. Nếu đã vậy, họ còn phải sợ cái gì? Cho nên đám người Đường Nha trực tiếp xuất thủ ngay lập tức. Chỉ trong nháy mắt đã đánh gãy chân đám võ giả Quan Nam, phế bỏ bọn chúng. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Nghe tiếng rú rủa thảm thiết kia, đám người Liễu Thừa Tiền, Liễu gia cũng kẽ run rẩy. Trước đó bọn họ còn oán giận Sở Hưu, nhưng lúc này thậm chí không dám có chút oán hận nào. Lúc này Sở Hưu cũng nhìn Liễu Thừa Tiền, thản nhiên nói, Liễu gia chủ, thời gian vừa qua gian khổ cho ngươi rồi. Liễu Thừa Tiền vội vàng cung kính nói, không dám, đại nhân xin đừng nói vậy, là đám người Quan Nam kia quá đáng ghét thôi. Sở Hưu lắc đầu nói, Sở Hưu ta không phải người có nói lý. Chỉ cần người chịu tuân thủ quy củ của ta, vậy xảy ra chuyện gì chính là trách nhiệm của ta. Lần này là ta sơ sót, tổn thất của Liễu gia người ta sẽ bồi thường. Nói xong Sở Hưu trực tiếp ném một bộ công pháp ra. Có điều không phải công pháp của y, mà là công pháp Quan Trung Hình Đường truyền cho bộ đầu giang hồ bình thường, chỉ có tam chuyển thôi. Có điều thứ này đã rất quý giá với Liễu gia này rồi. Liễu gia chủ thấy bộ công pháp kia, mặc dù trong lòng rất yêu thích, nhưng bên miệng lại vẫn nói, Sở đại nhân, ấy chết, không cần như vậy đâu, tại hạ không thể nhận được. Sở Hưu thản nhiên nói, bảo người nhận thì người cứ nhận đi, ta không muốn nói lại lần thứ hai. Nghe xong lời này thì gia chủ Liễu gia lập tức nhận lấy cuốn công pháp, cảm động tới rơi nước mắt, trong lòng không còn chút oán hận nào. Quỷ Thủ Vương phía sau gật nhẹ đầu, thủ đoạn này của đại nhân càng ngày càng thuần thục, là một hồi thể hiện cả uy lẫn ân như vậy. Liễu gia này đừng nói là oán hận đại nhân, chỉ sợ sau này càng thêm cùng kính với đại nhân. Nghe Sở đại nhân, cho dù ngươi chịu uất ức gì, Sở đại nhân cũng sẽ bù đắp lại cho ngươi, tuyệt đối không khiến ngươi chịu thiệt. Ngược lại nếu người không nghe lời, đám võ giả đất Quan Nam đang kêu la thảm thiết trên mặt đất kia chính là minh chứng rõ nét nhất. Ngay ngày hôm sau, toàn bộ các thế lực võ lâm Quan Tây đều biết Sở đại nhân đã về rồi. Trong quá khứ khi Sở Hưu có mặt, những thế lực võ lâm kia còn oán hận, cảm thấy Sở Hưu quản lý quá nghiêm ngặt. Còn lần này khi người của Quan Nam đánh tới cửa, bọn họ mới biết thêm, mặc dù Sở Hưu quản lý nghiêm ngặt, có điều một khi xảy ra chuyện gì vẫn cần Sở Hưu tới gánh vác. Cho nên chuyện này chẳng những không biến thành danh của Sở Hưu giảm sút, ngược lại khiến cho danh tiếng của y phóng đại hơn. Đương nhiên danh tiếng của Sở Hưu có phóng đại, có một số người lại rất tức giận, tỉ như Ân Bá Thông. Sở Hưu, người đúng là vô pháp vô thiên. Thấy tám thủ hạ của mình bị Sở Hưu phế bỏ võ công, đánh cho gãy cả chân, Ân Bá Thông tức đến mức lỗ tai vỗ nát cái bàn ở bên cạnh mình. Thật ra Sở Hưu đã sớm biết tin đã về Quan Trung Hình Đường, có điều hắn đại chẳng bảo thủ hạ của mình thu liễm lại. Dù sao thì cũng có ý gây sự, sao phải thu liễm chứ. Thanh danh của tên Sở Hưu kia bên giang hồ đúng là rất lớn, có điều nơi này là Quan Trung Hình Đường, hai bên đều là trưởng hình quan, tất cả đều phải làm việc theo quy củ. Ân Bá Thông sống cả đời tại Quan Trung Hình Đường, không ai lý giải quy củ rõ ràng hơn hắn. Sở Hưu muốn đấu với hắn trong phương diện này còn kém xa lắm. Có điều Ân Bá Thông có nghĩ như thế nào cũng không ngờ Sở Hưu lại không hề để ý tới quy củ và trong mắt, trực tiếp phế bỏ 8 thủ hạ của hắn. Chuyện đã như vậy rồi, nếu Ân Bá Thông còn nén giận, vậy hắn cũng không cần sống tại Quan Trung Hình Đường nữa. Đi, theo ta tới đòi Sở Hưu kia trả lời. Vừa dứt lời, Ân Bá Thông dẫn đám người tới thẳng phân bộ Quan Tây. Ngoài cửa chính phân bộ Quan Tây, Đường Gia rời một cái ghế sang, uể oải ngồi bảo vệ ở đó. Vốn dĩ Đường Gia không cần làm thủ vệ, có điều Sở Hưu đã nói Ân Bá Thông chắc chắn sẽ tới gây sự, cho nên Đường Gia chủ động nhận việc thủ vệ này. Thời gian vừa qua hắn cũng cực kỳ bức bối, nếu không phải Quỷ Thủ Vương ngăn cản, đừng nói Nhạn Bất Quỷ muốn ra tay, ngay cả hắn cũng không nhịn được muốn làm thịt mấy tên hống hách kia rồi. Đúng lúc này, cuối con phố dài, Ân Bá Thông thần sắc âm trầm dẫn theo đám người tới cửa. Thế Đường Nha, Ân Bá Thông lạnh lùng nói, bảo Sở Hưu đi ra gặp ta. Đường Nha liếc hắn một chút không lên tiếng. Ân Bá Thông sắc mặt giận dữ quát lớn, ta nói bảo Sở Hưu ra đây gặp ta, người mù hay là điếc không nghe thấy à? Đường Nha thậm chí không buồn nhấc mí mắt lên, cười nhạo mà nói, đúng là không biết điều, tới cửa mà tên tuổi ra sao cũng không báo à? Người không nói tên ra, làm sao ta biết người là tên a miêu a cầu gì? Huống hồ cho dù người có báo tên ra, Sở đại nhân nhà ta cũng đang bề bộn công chuyện, đâu phải hạng chó mèo nào cũng gặp được. Dám bất kính với bề trên, người muốn chết à? Ánh mắt của Ân Bá Thông lóe lên vẻ tức giận. Hắn bước tới trước một bước, định xuất trường đánh về phía Đường Nha. Có điều lúc này thân hình Đường Nha lại như chiếc lá liễu, lơ lửng không cố định, nhẹ nhàng tránh né trường này của Ân Bá Thông. Chuyện này khiến Ân Bá Thông sửng sốt. Ân Bá Thông có biệt hiệu vô ảnh phi long, đừng nhìn hắn vừa lùn vừa mập, tốc độ thần pháp lại nhanh chóng phi thường, nhưng thủ hạ Sở Hưu này rốt cuộc lai lịch ra sao, chỉ tu vi tam hoa tụ đỉnh có tốc độ như vậy ư? Có điều sau khi ngây người một lúc, Ân Bá Thông lại càng tức giận, định tiếp tục ra tay với Đường Nha. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Sở Hưu lại lạnh lùng vang lên bên trong. Dám đụng đến người của Sở Hưu ta trong địa bàn của ta, Ân Bá Thông, người muốn chết phải không? Mở cửa lớn ra, Sở Hưu dẫn người từ trong phân bộ Quan Tây chậm rãi đi tới. Ân Bá Thông thấy Sở Hưu, ánh mắt lập tức đỏ lên, nổi giận nói, Sở Hưu, người phế bỏ 8 bộ đầu giang hồ dưới trướng của ta là có ý gì? Quan Trung Hình Đường nghiêm cấm tàn sát quan đồng liêu, hành động này của ngươi đã vi phạm luật pháp hình đường. Nếu hôm nay ngươi không cho ta một câu trả lời thích đáng, ta sẽ tới chỗ Đường chủ đại nhân đòi lại công bằng. Sở Hưu nhắm mắt thản nhiên nói, luật pháp à? Công bằng ư? Ân Bá Thông, đám nguồn gốc dây tạch của người làm gì thì chính người tự biết lấy. Dám phạm thượng như vậy, ta không giết chúng đã tốt lắm rồi. Còn ngươi đừng tưởng ta không biết ai cho bọn chúng lá gan khiến chúng dám làm như vậy. Ngụy Cửu Đoàn đã chết, ân oán quá khứ nên xóa bỏ mới đúng. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác khiêu khích giới hạn cuối cùng của ta, ngươi thật sự muốn chết rồi sao? Ngay khi Sở Hưu nói xong câu cuối cùng, một áp lực cực mạnh âm âm bủa xuống, hung ác vô song, lập tức khiến lòng từ Ân Bá Thông dựng ngược, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Thật ra trên giang hồ, Ân Bá Thông cũng coi là người có năng lực, hắn thân là trưởng hình quan Quan Nam, cũng coi là người lão luyện, đồng thời còn là người nắm thực quyền trong Quan Trung Hình Đường. Nhưng vấn đề là So với Sở Hưu, những kinh nghiệm Ân Bá Thông trải qua chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng, không đáng nhắc tới. Giờ những người có thể tranh đấu với Sở Hưu đều là tuấn kiệt đứng đầu thế hệ trẻ, cùng những võ giả đã đạt tới cảnh giới tông sư. Thậm chí nói một câu không dễ nghe, giờ Ân Bá Thông thậm chí đã không có tư cách khiêu chiến với Sở Hưu rồi. Dưới áp lực của Sở Hưu, Ân Bá Thông cảm thấy một cảm giác kinh hãi dâng lên trong lòng. Đây là một cảm giác vô cùng e ngại, khiến Ân Bá Thông hết sức hổ thẹn. Hắn thân là võ giả tiền bối, thẩm điền trong Quan Trung Hình Đường cũng sâu hơn Sở Hưu nhiều, thế nhưng giờ lại bị áp chế tới mức này, hỏi làm sao Ân Bá Thông nhịn cho nổi. Hít một hơi thật sâu, Ân Bá Thông hừ lạnh nói: "Sở Hưu, đừng nói nhiều chuyện ra như vậy, ngươi phế bỏ 8 thủ hạ của ta, chuyện này dù sao cũng là phải cho ta một câu trả lời mới được." Sở Hưu nhíu mày nói: "Trả lời ư? Ngươi còn muốn trả lời cái gì? Vậy thì được, ta cho ngươi một câu trả lời nhá." Vừa dứt lời, quanh người Sở Hưu bùng lên sát ý mãnh liệt, khí tức hung ác vô biên trải rộng khắp toàn thân, một quyền đánh xuống, trụ tiền thí thần, thiên tuyệt địa diệt vòng ngã sát quyền. Dưới khí tức hung ác vô biên đó, Ân Bá Thông giật mình chợt kinh hãi, có thế nào thì hắn cũng không ngờ tới, Sở Hưu lại dám ra tay mãnh liệt như vậy, quả thật không hề cố kỵ điều gì, vừa đánh đã dùng thẳng sát chiêu. Lần này gặp được Sở Hưu, Ân Bá Thông luôn luôn có một cảm giác kỳ quái. Đến giờ y mới biết cảm giác kỳ quái đó ở đâu mà ra. Thái độ của Sở Hưu này quả thật khác trước một trời một vực. Trước đó Sở Hưu mặc dù cũng rất sắc bén, nhưng trong mắt những người Quan Trung Hình Đường, Sở Hưu vẫn là người kiệt xuất trong thế hệ võ giả tiểu bối. Đối với những trưởng hình quan khác còn có vẻ cung kính. Cho dù Ân Bá Thông luôn luôn cố tình gây sự với Sở Hưu, nhưng thật ra Sở Hưu vẫn chỉ dùng ngôn ngữ phản bác trong quy củ. Nhưng lần này thái độ của Sở Hưu khi đối mặt với hắn lại vô cùng cứng rắn. Không, hắn nên nói là vách lối mới càng phù hợp hơn, đúng là không có cố kỵ điều gì. Đây là thay đổi thái độ do chênh lệch về thực lực. Sở Hưu là người tuân thủ quy củ, nhưng y cũng là một người không thích tuân thủ quy củ nhất. Khi thực lực của người giống ta, vậy ta chơi với người trong quy củ. Nhưng nếu thực lực của người không bằng ta, như vậy còn nói quy củ làm cái gì nữa, trực tiếp động thủ là được rồi. Giờ toàn bộ Quan Trung Hình Đường không mấy ai có tư cách bàn quy củ với Sở Hưu. Rất hiển nhiên, Ân Bá Thông cũng không nằm trong số ít đó. Dưới quyền đó của Sở Hưu, Ân Bá Thông vô cùng kinh hãi. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là ngăn cản mà là trốn. Dưới chân Ân Bá Thông lập tức phát lực, cường kinh như làn gió trải rộng quanh người. Tiếp đó thân hình hắn nhanh chóng lui lại phía sau. Có điều đúng lúc này, tay trái Sở Hưu lại kết ấn, triết quyền ấn thi triển ra, lĩnh vực cường khí lập tức tỏa ra, thiên làn địa phóng giam cầm hết thảy. Dưới lĩnh vực cường khí của trích quyền ấn, thân hình của Ân Bá Thông đừng nói là phi long, thậm chí còn chẳng nhanh bằng một con gà rừng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thế quyền của Sở Hưu đánh về phía mình, sát khí như gió xé tan hết thảy. Ngay trong thời khắc mấu chốt này, một người thân hình bao phủ trong một lớp áo đen đột nhiên xuất hiện trước người Ân Bá Thông, dùng giọng khàn khàn nói: "Thiên tuyệt địa diệt, vòng ngã sát quyền. Tên hậu sinh nhà người đúng là giết không ít người. Người xem một quyền này của ta ra sao." Vừa dứt lời, người áo đen kia cũng đấm ra một quyền, quanh thân thể ngừng tụ sát ý đỏ tươi như lốc xoáy, khiến thiên địa cùng tru gào, phong vân biến sắc, không ngờ cũng là thiên tuyệt địa diệt vòng ngã sát quyền. Hai quyền va chạm, thế quyền của Sở Hưu lập tức bị sát khí của đối phương xé tan, lực lượng cường đại tới thấu xương đánh tới, khiến cho thần sắc Sở Hưu lập tức biến đổi. Quanh người của hắn bùng lên ma khí, thậm chí còn mang theo ánh sáng kim. Đây là lực lượng của Cửu Luyện Ma Kim Thân. Từng tiếng nổ ma khí vang lên, Sở Hưu lùi lại liền 10 bước mới dừng lại được, ánh mắt nhìn về phía người áo đen kia đã mang theo vẻ kiêng dè. Đối phương cũng là một tông sư võ đạo đấy, hơn nữa còn mạnh hơn tên kiểu điền đồng chết trên tay của y nhiều. Người áo đen kia nhìn về phía Sở Hưu, cười hăng hắc mà nói: "Ta nghe từ mình nhắc tới người rồi, tên hậu sinh người thực lực đúng là không tệ, nhưng chưa có vinh váo như thế. Đừng tưởng giết được một tên tông sư kém cỏi thì có thể không đặt tất cả tông sư võ đạo vào trong mắt." Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ân Bá Thông phía sau chứng kiến người áo đen xuất thủ, lập tức thở phào một hơi. Thật ra trước khi tới đây, Ân Bá Thông không ngờ Sở Hưu lại ra tay muốn giết người như vậy. Chỉ có điều Ân Bá Thông dẫu sao cũng là kẻ lão luyện trên giang hồ, hơn nữa hắn cẩn thận quen rồi. Dù sao Sở Hưu cũng có chiến tích giết chết tông sư võ đạo, cho nên Ân Bá Thông lợi dụng ân tình quan hệ tìm được một chỗ dựa. Vốn dĩ hắn chỉ để phòng phản nhất, không ngờ lại thật sự dùng tới chỗ dựa này. Sở Hưu nhào mắt nhìn người áo đen nói, người là người phương nào? Người áo đen đứng chắp tay thản nhiên nói, nhị thủ lĩnh của tập hình ti, Phương Sát. Nói lại thì ta còn như cấp trên của ngươi, ngươi vẫn còn thân phận mật thám tập hình ti đấy. Ân Bá Thông sống cả đời ở Quan Trung Hình Đường, các mối quan hệ của hắn thường nhiên không hề đơn giản. Ngày trước Phương Sát và Ân Bá Thông đều là bộ đầu giang hồ tầng chót của Quan Trung Hình Đường, từng bước đi lên tới địa vị ngày hôm nay. Hai bên tuy không tính là giao tình bằng cả tính mạng, thực lực cũng chênh lệch rất lớn, nhưng vẫn có chút ân tình. Bao năm qua như vậy, Ân Bá Thông thân là trưởng hình quan, không cần nhờ vả Phương Sát bao nhiêu lần, ngược lại vẫn luôn giữ liên hệ với hắn. Lần này Ân Bá Thông tới nhờ Phương Sát, đương nhiên Phương Sát không hề cự tuyệt. Sở Hưu trao mắt nhìn Phương Sát, cũng là từng nghe nói tới người này. Mặc dù Sở Hưu không phải người có thâm niên trong Quan Trung Hình Đường, có điều sau khi y trở thành trưởng hình quan Quan Trung Hình Đường, cũng được biết không ít bí mật của thế lực này. Lực lượng chiến đấu chân chính của Quan Trung Hình Đường là ở tập hình ti, chuyện này người trong Quan Trung Hình Đường đều biết hết. Cứ nhìn tam thủ lĩnh từ mình thì biết, đối phương là cường giả thiên nhân hợp nhất đỉnh phong, sức chiến đấu cực mạnh. Trong tứ đại trưởng hình quan trước đó, có lẽ chỉ mình trưởng hình quan Quan Đông Tiêu Tập có thể dễ dàng thắng được Từ Minh. Với thực lực của Từ Minh mới chỉ là tam thủ lĩnh, có thể thấy thực lực nhị thủ lĩnh cùng đại thủ lĩnh tập hình ti mạnh tới mức nào. Quan Trung Hình Đường trước này không chỉ có một vị tông sư võ đạo Quan Tư Vũ, chỉ có điều nếu có ngày nào Quan Trung Hình Đường cần bộc lộ tất cả thực lực, vậy có lẽ cả Quan Trung Hình Đường cũng cách ngày bị hủy diệt không xa. Sở Hưu đã nghe Mai Kinh Thiên nói tới lai lịch của Phương Sát, xuất thân của đối phương cũng coi như một truyền kỳ. Hắn vốn là giáo úy trẻ tuổi trong quân đội Đông Tề, kết quả khi giao chiến với Bắc Yên bị trọng thương, nằm lẫn trong đống người chết, chính là Sở Cuồng Ca đã cứu hắn ra khỏi đống xác chết ấy, mang về Quan Trung Hình Đường. Sau khi thương thế khỏi hẳn, Phương Sát đổi tên đổi họ, gia nhập tập hình ti, không chỉ vì báo ân mà còn vì báo thù. Bởi vì sau này Phương Sát mới biết, hắn giao chiến với Bắc Yên bại nặng nề như vậy, hoàn toàn là vì triều đình Đông Tề tranh đấu chính trị, bị người ta vu oan hãm hại. Hắn là người vô tội bị liên lụy vào đó. Cho nên kể từ đó trở đi, Phương Sát vẫn luôn lưu lại trong tập hình ti, thủ đoạn ngoan độc tàn nhẫn. Đều nói Từ mình chỉ là tay ra tay quả quyết, không lưu tình. Vậy thủ đoạn của Phương Sát phải nói là tàn nhẫn. Còn cho tới khi Phương Sát bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, hắn còn từng một mình trở về Đông Tề báo thù, diệt cả nhà của kẻ thù. Căn cứ theo lời Mai Kinh Liên nói, chuyện này còn khiến Quan Tư Vũ bất mãn, có điều Quan Tư Vũ đã không ngăn cản Phương Sát. Tập hình ti là thủ đoạn cam đoan cuối cùng của Quan Trung Hình Đường, cũng là chiến lược cường đại chủ đạo của Quan Trung Hình Đường. Mặc dù Quan Tư Vũ là đường chủ đấy, nhưng lại không thật sự nhất ngôn cửu đỉnh. Tối thiểu Phương Sát cùng Quan Tư Vũ là cùng thế hệ, chẳng qua do lúc trước ân tình nhận được của Sở Cuồng Ca, cho nên Sở Cuồng Ca chỉ định cho Quan Tư Vũ làm đường chủ nên hắn mới im lặng. Có điều trong một số chuyện bấu chốt, Phương Sát vẫn không nghe theo lời Quan Tư Vũ. Sở Hưu cũng không ngờ Ân Bá Thông lại có quan hệ dày như vậy. Nhìn Phương Sát, Sở Hưu thản nhiên nói, Phương thủ lĩnh, đây là ân oán cá nhân giữa ta và Ân Bá Thông, người là thủ lĩnh tập hình ti, tội gì phải nhúng tay vào việc này. Phương Sát dùng giọng khan khan đáp lời, ân oán cá nhân ư? Các người đều là người của Quan Trung Hình Đường, lên đầu ra ân oán cá nhân chứ? Cái hậu sinh kia, người gia nhập Quan Trung Hình Đường chưa được bao lâu, đừng có đem quy củ Quan Trung Hình Đường ra làm trò đùa. Sở Hưu híp mắt nói, việc này không liên quan tới gia nhập Quan Trung Hình Đường bao lâu. Có vài người có gia nhập Quan Trung Hình Đường cả đời nhưng vẫn tầm thường vô danh. Tối thiểu Sở Hưu ta còn dương oai cho Quan Trung Hình Đường trên giang hồ, hạng ngồi không ăn bám cũng dám nói chuyện thâm điên à? Ân Bá Thông nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ tức giận. Có điều hắn không đi đấu khẩu với Sở Hưu mà quay sang nói với Phương Sát, Phương huynh, không cần nói nhảm với hắn nữa, có người phá hoại quy củ Quan Trung Hình Đường như vậy, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Chúng ta tới tìm đường chủ nói lý thôi. Vừa rồi Ân Bá Thông đã chứng kiến ủy thế một quyền của Sở Hưu, quả thật cường đại tới mức hắn cũng phải kinh hãi. Đối mặt với thực lực như vậy của Sở Hưu, Ân Bá Thông đã mất đi dũng khí chọi cứng. Lại nói với hiểu biết của hắn đối với Phương Sát, quan hệ đôi bên còn chưa tới mức khiến Phương Sát chịu ra tay giúp hắn trút giận, giáo huấn Sở Hưu. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Hưu một cái, Ân Bá Thông hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cùng Phương Sát rời đi. Lúc này Đường Gia một bên đi tới lắc đầu nói, Ân Bá Thông sống lâu năm rồi, cuối cùng còn chơi cả trò tố cáo này, đúng là mất mặt. Sở Hưu thản nhiên đáp, đừng xem thường chuyện tố cáo này, có đôi khi cấp trên đứng đó bị tố cáo nhiều lần thì cho dù người chiếm lý cũng thành không có lý. Có một thứ gọi là quán tính, lúc có người đầu tiên tố cáo, cấp trên không tin, nhưng khi có lần thứ hai, lần thứ ba, hai người thứ hai, người thứ ba tới tố cáo, cấp trên chắc chắn sẽ có suy nghĩ, vì sao người ta hết lần này tới lần khác tố cáo ngươi chứ không tố cáo người khác, vậy có phải người có vấn đề thật không? Đường Gia nghe vậy đang định phản bác, hắn cứ thấy Sở Hưu nói vậy có vẻ sai sai, có điều nghĩ cẩn thận lại, Đường Gia bất đắc dĩ phát hiện Sở Hưu nói rất có lý. Vậy thưa đại nhân, giờ chúng ta làm sao đây? Đợi tên Ân Bá Thông kia tới tố cáo sao? Đường Gia lại hỏi, ánh mắt Sở Hưu lóe lên thần sắc thật khó tả. Đương nhiên là chỉnh lý lại một chút, đợi tổng đường gọi tới, ta muốn xem lần này Ân Bá Thông có thể nói được gì đây. Thực lực khác biệt sẽ khiến tâm tính thay đổi, giờ Sở Hưu cũng là như vậy đấy. Trước kia khi thực lực Sở Hưu nhỏ yếu, hắn nhất định phải phụ thuộc vào Quan Trung Hình Đường mới có thể cam đoan an toàn. Đúng như Trần Thanh Đế đã đánh giá về Sở Hưu, tâm cơ của y thâm trầm hơn Lã Phụng Tiên rất nhiều, cũng không có nhiều nguyên tắc giới hạn gì, cho nên Sở Hưu mới có thể chọn một chỗ dựa đáng tin cậy từ sớm. Khi đó Sở Hưu cần Quan Trung Hình Đường, cho nên Sở Hưu mới có thể tính toán nhiều mặt, gia nhập Quan Trung Hình Đường trở thành tuần sát sứ. Còn giờ thì sao? Sở Hưu đã trở thành tuấn kiệt hạng 4 trên Long Hồ Bảng, bản thân lại có chiến lược giết chết được tông sư. Đối với Quan Trung Hình Đường hiện giờ, không phải Sở Hưu cần Quan Trung Hình Đường nữa, mà là Quan Trung Hình Đường cần Sở Hưu đấy. Hiện giờ, nếu Sở Hưu muốn tìm một chỗ dựa có năng lực, trên giang hồ có cả đống thế lực lớn mừng rỡ nghênh đón y. Hơn nữa Sở Hưu cũng có thể trực tiếp bộc lộ thân phận ma đạo của mình, hoàn toàn chuyển sang thân phận ẩn ma xuất hiện trên giang hồ. Dù sao, Sở Hưu thường xuyên xuất hiện trong giang hồ, còn nếu Quan Trung Hình Đường bức kẻ hạng tư Long Hồ Bảng là y ra khỏi Quan Trung Hình Đường, vậy sẽ thật sự thành trò cười cho giang hồ rồi. Còn mấy ngày sau, quả nhiên bên tổng bộ Hình Đường có người tới, mời Sở Hưu tới tổng bộ Hình Đường một chuyến. Người đến mời Sở Hưu chính là đệ tử của Quan Tư Vũ, Út Trì. Sau khi thấy Sở Hưu, Út Trì cực kỳ cung kính chắp tay với Sở Hưu nói, Sở đại nhân, Ân Bá Thông tố cáo đại nhân trước mặt sư phụ, sự tình huyên náo không nhỏ, cho nên sư phụ mời người tới một chuyến giải quyết về chuyện này. Hiện giờ thái độ của Út Trì đối với Sở Hưu cực kỳ cung kính, chẳng khác nào có Sở Hưu trở thành người cùng cấp bậc với sư phụ hắn, Quan Tư Vũ. Út Trì trước nay vẫn luôn rất biết điều, mặc dù khi Sở Hưu gia nhập Quan Trung Hình Đường là cùng bối phận với Út Trì, thế nhưng đến giờ địa vị của Sở Hưu và hắn đã khác biệt một trời một vực. Có lẽ những trưởng hình quan lâu năm trong Quan Trung Hình Đường như Ân Bá Thông còn có thể lấy thầm điền ra mà nhìn, không để Sở Hưu trong mắt. Có điều với những võ giả tiểu bối như Út Trì, thành tựu Sở Hưu đạt được đã đủ khiến bọn họ phải ngước mắt lên nhìn. Út Trì biết rất rõ địa vị cùng thanh danh của Sở Hưu trên giang hồ hiện giờ. Quan Trung Hình Đường cần Sở Hưu vượt xa Sở Hưu cần Quan Trung Hình Đường, cho nên từ biểu hiện vừa rồi của Út Trì, Sở Hưu cũng có thể thấy được một chút khuynh hướng.